Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là móc đồ cột tóc cho bé gái với hình dạng là hoa và lá. Hoa này, cánh hoa này là dạng hình trái tim nè, hơi lõm lõm xuống đây nè ha. Còn lá này là bạn có thể di chuyển. Vậy bạn sẽ có được một kiểu khi cột tóc cho bé lá và hoa dính liền với nhau như thế này. Còn không là kiểu thứ hai là sao, bạn kéo cái lá này về hướng đối lập với bông hoa và cột tóc thì lá nó hơi rời so với cái hoa nữa ha. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần nhụy trước ha. Ở đây mình sẽ lấy lên màu vàng. Bạn móc cho mình một cái magic ring với 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi kéo sợi chỉ dương này lại ha, không cần kéo chặt nha. Sau đó là cái vị trí đầu tiên này. Bạn móc cho mình một mũi trượt. Kế tiếp, bạn móc cho mình là 6 mũi tăng. Tổng cộng ở đây mình sẽ có là 12 mũi móc đơn ha. Bạn móc lên một bính cho mình. Rồi bắt đầu móc 6 mũi tăng cho mình nha. Mà mình được 12 mũi rồi. Ở đây bạn móc cho mình một mũi trượt. Sau đó mình móc thêm cho mình một bính. Kế tiếp bạn móc lại mỗi mỗi chân móc này là một mũi móc đơn cho mình.
thấy là cái phần này nó hơi bị cong vô ha, là tại vì mình không có móc mũi tăng mà mình giữ nguyên cái số chân của dòng thứ hai đó, dòng thứ ba đó, thì bây giờ nó hơi mo vô nè, rồi mình sẽ làm sao kết thúc bằng một mũi trượt. Là xong cái phần nhụy ha. Ở đây là mình sẽ đúc lại cái phần vòng magic ring này ở giữa nè, đúc khít nó lại. Ở đây là mình sẽ nối, mình sẽ nối cánh hoa vào. Móc lên một bánh cho mình sau khi thực hiện một mũi trượt. Từ vị trí này bạn bắt đầu là sẽ móc cánh hoa cho mình và chỉ móc ở chân phía trước, chỉ móc chân phía trước thôi nha. Nè bây giờ bạn thấy là cái nhụy hoa nó hơi mo lên rồi nha. Bây giờ mình sẽ móc lên 3 bính, 1 2 3. Sau đó bạn móc cho mình là hai mũi móc đơn, hai mũi móc đơn trên cùng một chân. Ở chân phía trước thôi nha. Hai mũi móc đơn trên cùng chân mà chân phía trước thôi nha. Sau đó bạn móc cho mình mũi kép đơn, mình đã lộn nha, móc cho mình hai mũi kép đơn. Sau đó bạn móc cho mình một mũi móc đơn ở giữa. Kế tiếp bạn thực hiện cho mình là hai mũi kép đơn cũng trên cùng chân đó nha. Cái cọng chỉ vàng này bạn khoan cắt nha, một hồi mình sẽ làm tiếp cái phần sau nữa nên đừng có cắt. Rồi kế tiếp bạn móc lên cho mình hai bính, 1 2, và móc cũng xuống cái chân đó một mũi móc đơn cho mình. Chân kế bên bạn cũng móc cái phần chân trước thôi. Nhìn ha, mình chỉ móc nửa chân trên thôi. Móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp, nửa chân trên. Nửa chân trên. Ở nửa chân trên bạn móc cho mình một mũi móc đơn, sau đó móc lên cho mình 3 bính, 1 2 3. Kế tiếp bạn móc cho mình hai mũi kép đơn cùng trên chân đó, 1 2. Sau đó bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Kế tiếp bạn móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân này luôn nha. 1. Móc lên cho mình 3 bính. 2 bính này chứ lộn. 1
hai bánh, xong rồi móc xuống đây một mũi móc đơn cho mình. Kế tiếp bạn thực hiện giống y chang cái bước này, bạn sẽ thực hiện được bốn cánh hoa còn lại. Ở đây nửa chân trên bạn móc cho mình một mũi móc đơn, nửa chân trên bên đây bạn sẽ móc là hai mũi kép đơn, một mũi móc đơn rồi hai mũi kép đơn. Rồi làm hết những phần bên đây cho mình ha. Một, hai, ba. Rồi làm phần còn lại cánh hoa cho mình. Rồi ở đây là màn thực hiện cánh còn lại, bạn được 1, 2, 3, 4, 5 cánh rồi. Nhờ cánh còn lại ha. Đây là một mũi móc đơn ở nửa chân trên, móc một mũi móc đơn, sau đó móc lên cho mình 3 bánh, 1, 2, 3, móc 2 mũi kép đơn cho mình, 1, 2, sau đó bạn móc một mũi móc đơn, móc 2 mũi kép đơn tiếp cho mình ở đây, 1, 2. Kế tiếp bạn móc lên 2 bánh, móc xuống đây một mũi móc đơn, móc ở đây một mũi móc đơn nữa. Đây bạn tạm dừng lại một tí, nãy là mình quên cột cái khúc đầu này lại, bây giờ mình sẽ gút lại cái phần này, xiết lại cái phần ở trên đây lại. Rút hai lần cho chắc ha, để nó không giật nó ra. Rồi bây giờ từ đây mình sẽ móc qua đây một mũi trượt, móc qua chân bên đây nè một mũi trượt để kết dính hai cái cánh hoa này lại với nhau. Rồi bây giờ bạn đã hoàn tất. Cái phần cánh hoa cắt bỏ đi phần này, phần màu tím này là mình cắt đi được rồi. Bạn sẽ móc cái này vào bên trong, giấu nó vào bên trong. Đem cái này vào bên trong ha. Cột lại chung với hai sợi tím và vàng này. Cột lại luôn. Né cái này ra. Cột lại cho mình. Khi mà cột thì bạn có thể là cột chặt để cho nó hơi cong cong lên cũng tốt, tại vì mình cần là cho cái này nó hơi mo mo lên nên bạn có thể cột chặt.
Dạ, cầm chỉ mình cũng không cần cắt, tại vì mình muốn dùng nó để độn luôn cho cái phần bên trong, thay vì mình độn gòn vào thì mình sẽ dùng cái chỉ này làm luôn phần bên trong đó. Đó, bây giờ là ok ha. Mình đã có được cái bông hoa.